Rồi, chào anh em. Bây giờ trong bài hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái khái niệm trong CTF, khái niệm hơi nâng cao xíu gọi là margin collapsing. Nói là nâng cao vậy chứ khi mà anh em hiểu được nó rồi cũng như vận dụng và xử lý các tình huống á, thì nó cũng trở thành cơ bản thôi, không có gì quá phức tạp hết trơn á. Chủ yếu là mà tôi nói thiệt thì cũng bất cứ khái niệm mà cũng vậy. Quan trọng là nó tốn thời gian bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần anh em thực hành thôi. Thì nó sẽ trở nên dễ dàng và thành cơ bản nên khái niệm khó là cũng vậy chứ. Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu cái định nghĩa của margin collapsing là gì ha. Margin collapsing có nghĩa là cái hiện tượng mà chồng lấn lên nhau, hiện tượng chồng lấn lên nhau giữa hai cái margin của hai cái thẻ trong trong HTML. Thì cái hiện tượng này xảy ra khi nào? Hiện tượng này xảy ra trong 3 trường hợp cơ bản sau đây. Thì trường hợp thứ nhất là thẻ cha và thẻ con, thấy không? Trường hợp thứ hai là chồng lấn giữa hai thẻ lân cận, là hai thẻ kế nhau, hàng xóm nhau á. Trường hợp thứ ba là chồng lấn trên một thẻ rỗng. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt đi vào từng trường hợp nha. Giờ trường hợp thứ nhất đó là thẻ cha và thẻ con. Bây giờ tôi sẽ cho cái này là parent. Rồi thẻ con. Rồi nha. Bây giờ bên CTF tôi sẽ cho parent. Width bằng 200 đi. Hay bằng 300 đi. Rồi, margin. Margin tôi sẽ cho bằng 30. Rồi. Rồi. Xong rồi đó, bên đây mình sẽ inspect nó ra. Inspect nó ra. Rồi. Anh em rê chuột vô cái thẻ cha. Anh em thấy cái margin của nó là bao nhiêu đây? Rồi. Mở rộng ra thẻ con. Thấy cái margin của nó là bao nhiêu đây? Bây giờ mình đóng khung cái thẻ con. Rồi, anh em thấy chuyện gì xảy ra không? Đó, khi mà tôi rê chuột vô thẻ con thì anh em thấy cái margin của thẻ con nó nằm ở ngoài cái khung này, thấy không? Rồi. Khi mà rê chuột vô thẻ cha thì anh em thấy cái margin của thẻ thẻ cha nó nằm ở cũng ở ngoài luôn, và đồng thời cái thẻ con nằm sát lên trên cạnh của cái thẻ cha, cái nội dung màu xanh dương á đó. Thì đáng lẽ theo đúng á, thì nó sẽ hụt xuống 10 chứ không phải nằm sát lên trên cạnh, tại vì cái margin này nó margin top, nó đã thiết lập 10 rồi. Thì đây hai cái margin top ở trên giữa của thẻ cha thẻ con nó chồng lấn lên nhau, gọi là margin collapsing đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp này á mình giải quyết như thế nào để cho nó không còn bị margin collapsing, thì mình có thể là bỏ vào cái thẻ cha này á, display inline block đó. Anh em thấy cái thẻ con nó mới nhích xuống một cái không?
Đó, thì anh em sẽ thấy nó bây giờ nó đã nằm xích xuống ở dưới 10 xăng rồi nè. Đó, tương ứng với cái mặt kính top 10 xăng. Hoặc anh em có thể cho thẻ tra bằng plot, phần tử plot khác non là được. Đó là cũng vậy. Hoặc là position bằng absolute. Đó, đó là cách giải quyết vấn đề ở đây. Trong tình huống này, đó là trường hợp thứ nhất ha. Rồi. Trường hợp thứ hai, đó là hai thẻ lân cận. Rồi, hai thẻ lân cận này á. Mình sẽ cho mặt kim nữa. Rồi, bây giờ mình inspect ra nha. Đó, đây là trường hợp thứ hai. Hợp thứ hai nè. Bây giờ anh em chú ý nè nha. Cái này á là cái margin, chú ý cái margin button của cái thằng con thứ nhất. Nó sẽ là để tôi sửa đây hai cái giá trị khác nhau vậy. Nó sẽ là thứ nhất nó sẽ là 20 nha. Đây, margin button nó sẽ là 20. À, rồi. Margin top của thằng thứ hai này á sẽ là 30 nha. 30 nha. Nhưng mà khi mà hai thằng này kết hợp lại với nhau á thì anh em thấy nè. Nó sẽ là chỉ cách nhau có 30 thôi. Bây giờ tôi bỏ cái khung vô nè. Rồi, anh em để ý đây nha. Đó. Hai cái margin top này, cái margin top của thằng này, hai thằng này đáng lẽ phải tổng theo đúng tổng là 30 cộng 20 ấy. Margin khoảng cách đi hai thằng này và margin là margin button của thằng này và margin top của thằng này á thì đáng lẽ tổng là phải là 20 cộng 30 là bằng 50, nhưng mà trong trường hợp này nó chỉ có 30 thôi. Tại vì sao? Tại vì nó xảy ra cái hiện tượng margin collapsing ở đây. Thấy không? Thì cái hiện tượng này á nó sẽ lấy cái hai cái thằng mặt kia này khi mà của thằng top top thằng này và button của thằng này á nó sẽ lấy cái thằng giá trị lớn nhất. Nó thằng giá trị lớn nhất ở đây là 30. Giả sử đi, giả sử ở đây là một số âm đi, giả sử ở đây mà một số âm số dương đi thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ lấy cái giá trị tổng của hai thằng này. Tổng của hàng này đó là 30 cộng 20 đó là bằng 10, nó khoảng cách ở đây sẽ là 10 nè. Tôi chắc chắn anh em luôn, 10 đó. Rồi. Anh em chú ý điều này nha. Và trong cái trường hợp này giải quyết cái này á thì anh em bỏ cái thằng mà case 2 thằng bao của hàng này ngoài á, là bỏ, có thể là để giải quyết vấn đề này display nó là black. Nó nằm ngang đúng không? Muốn nó nằm dọc thì sao? Black column. Đó, cái này thì anh em muốn tìm hiểu về Plex thì theo dõi cái video về Plexbox của tôi nha. Rồi, đó. Thì nó sẽ là 50 rồi đó. Nó thấy không? Ở đây nè, nó không có còn là
đó, nó còn khoảng trống trên thấy không, đó nó chừa đó, nó không có chồng lấn lên nhau nữa đó. Đó là cái trường hợp thứ hai. Có trường hợp thứ ba đó là cái rỗng. Cái rỗng bây giờ tôi chưa làm cái rỗng luôn nè, bây giờ cái rồi cái ba, ba này anh em thấy nè, cái này á là nó rỗng nè, nó rỗng là margin của nó là 100 cộng một một cái top là 100, một kinh button là 100, cộng lại đáng lẽ là 200, nhưng mà thật ra cái này chỉ có 100 thôi. Bằng chứng là sao? Bằng chứng giả sử tôi set ở đây margin top đi 100 đi, thì đó nó cũng bằng giá trị vậy, anh em thấy không? Tại vì do cái margin top và margin button nó chồng lấn lên nhau, khi mà cái này không có nội dung ở trong nè, nếu mà tôi để cái nội dung ở trong nè, thì cái này nó sẽ cao lên là 200 nè, anh em thấy khác liền nữa không? Thì để giải quyết cái vấn đề này á, anh em có thể là để cái border, đó anh em để cái border vô là nó vậy, nhưng mà anh em làm sao để transparent, thủ thuật vậy thôi, transparent đó là nó hiện đây liền thấy không. Nhưng mà anh em nói đúng, tôi muốn đúng luôn 100 á, thì này là 102 rồi đúng không, nên bấm qua đây nè, cầm bill nè, đây nè là một nè, một một là hai nè, rồi đây trăm với trăm là 200, 202 đúng không, muốn tôi muốn đúng hai 200 là không 202 đúng không, thì trừ giá 99 đó, rồi đó đúng 200 rồi đó, đúng 200 cho anh em rồi đó, nó câu như hiểu thị hiểu thể rỗng luôn đó. Đó là cách giải quyết cái trường hợp đó với thể rỗng ha. Rồi ngoài ra tôi thêm một cái trường hợp giải quyết nữa, trong cái trường hợp số 2 là hai cái thẻ con với nhau, thì anh em có thể là thêm cái thẻ deep trong này nè, thêm lớp trong này, và anh em dùng cái padding cho cái thằng thẻ deep cha ngoài nè, padding, rồi thay vì dùng margin thì dùng padding, padding nó không có collapsing, chỉ margin thôi, nên em không sợ dùng padding, thêm một cái thẻ bao ngoài, đó là cái cách thủ thuật, hiểu không? Rồi đó là xong, hiểu anh em sẽ xong cái bài này, anh em sẽ hiểu được cái margin collapsing là gì ha, cũng như cái cách giải quyết và những cái trường hợp xảy ra. Và anh em phải chú ý liệu gì, chú ý là margin collapsing sẽ không xảy ra trong những cái tình huống nào, không xảy ra trong tình huống thẻ root element là HTML nè, không xảy ra trong cái overflow property overflow mà khác khác gì khác visible, khác visible, ví dụ như overflow mà auto scroll gì đó là nó sẽ không có hiện tượng margin collapsing. Còn nếu mà visible thì nó sẽ có hiện tượng margin collapsing. Gọi gì nữa? Rồi display inline block nè. Đó. Rồi plot element là mấy cái plot mà không phải khác non đó. Rồi position absolute nè. Đó. Rồi ngoài ra anh em có thể display flex cho cái thằng cha mấy thằng con, rồi black column cái là mấy thằng con bên trong nó sẽ không có margin collapsing. Rồi hoặc là có một cái hướng giải quyết nữa là anh em sẽ làm theo kiểu một chiều. Một chiều có nghĩa là sao? Là tôi ví dụ vậy nha, tôi ví dụ là ví dụ như ở đây anh em có ba cái thằng con bên trong đi. Anh em muốn khoảng cách mỗi thằng là 10 pixel đi, thì anh em đây thay vì anh em đây là margin collapse là 5, margin là 5, margin là 5, margin là 5, là cộng lại khoảng cách mỗi thằng là 10 đúng không? 5 5 10, nhưng mà nó sẽ bị collapse là còn 5 phải không? Thì anh em sẽ làm theo kiểu là margin button của thằng này là 10, margin button của thằng này là 10, margin button của thằng này là 10 đó. Thì anh em sẽ không bị collapse tại vì thằng trên nó không có cái thằng margin top nên nó sẽ không có bị đè chồng lấn. Nó chỉ có margin button thì có một cái thì nó sẽ không bị chồng lấn. Rồi
Rồi cái lưu ý tiếp theo nữa là margin collapsing là chỉ collapse theo chiều dọc thôi nha. Theo chiều dọc là chiều từ trên xuống nè, chiều ngang không bao giờ collapse nha. Đó, đó là những chú ý quan trọng cũng như cách giải quyết tình huống collapsing. Rồi, hẹn gặp lại anh em ha. Hy vọng là bài hôm nay sẽ giúp ích được nhiều cho anh em. Rồi, chào anh em. Nhớ like, share và subscribe kênh của tôi nha. Cảm ơn anh em.